chuẩn nữ tỷ phú sở hữu công ty lớn 23 nước Mỹ và hai lần đánh bại ung thư. Trong danh sách các nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Mỹ năm 2023 do Forbes công bố, Diane Hendricks giữ vị trí số 1 với tổng trị giá trị tài sản ước tính 15 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bà lọt vào danh sách này và được Forbes vinh danh là nữ doanh nhân thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Diane 76 tuổi, đồng sáng lập và là chủ tịch công ty ABC Supply, một trong những nhà phân phối bán buôn tấm lập. Vách ngoài và cửa sổ lớn nhất xứ sở cờ hoa, không trải sẵn hoa hồng mà đầy chông gai, trắc trở. Diane sinh năm 1947 là con gái thứ tư trong một gia đình nông dân chăn nuôi bò sữa, có chín con gái ở bang Wisconsin, Mỹ. Năm 1964, khi mới 17 tuổi, bà có thai ngoài ý muốn và phải nghỉ học để sinh con. Bà hoàn thành năm cuối trung học tại nhà và tốt nghiệp năm 1965. Sau đó, Diane kết hôn với bạn trai và chuyển đến sống ở Janesville, Wisconsin. Chỉ 3 năm sau, cặp vợ chồng trẻ đã ly hôn. Là mẹ đơn thân và mới có bằng tốt nghiệp cấp ba, Diane chỉ có thể xin làm các công lạc vật và làm bồi bàn tại câu lạc bộ Playboy để kiếm sống. Sau đó, đây Anh nhanh chóng chuyển sang công việc môi giới bất động sản khắp miền Nam Wisconsin. Ở tuổi 22, đây Anh quen Ken Hendricks, cũng không có bằng cấp, họ kết hôn vào năm 1976. Trong 3 năm, cặp vợ chồng đã mua lại 200 ngôi nhà đổ nát, cải tạo và bắt đầu cho sinh viên đại học thuê. Họ cũng mở thêm hoạt động vận tải đường bộ và cửa hàng bán buôn thảm, đồ nội thất. Năm 1982, vợ chồng Hendricks vay thêm 900.000 đô la Mỹ từ ngân hàng và dùng tất cả số vốn tiết kiệm được để thành lập ABC Supply một công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và cũng là nhà phân phối vật liệu lập máy lớn nhất ở Mỹ. Sau đó, công ty mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực, bao gồm cả xây dựng các tòa nhà. Năm 1994, ABC Supply đã phát triển được khoảng 100 chi nhánh trải khắp nước Mỹ và đạt doanh thu năm hơn 1 tỷ đô la Mỹ năm 1998. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn vào năm 2007, đây Anh trở thành chủ sở hữu duy nhất của ABC Supply. Nữ doanh nhân có 7 người con này giúp công ty tăng trưởng từ doanh nghiệp trị giá 3 tỷ đô la Mỹ thành doanh nghiệp 18,5 tỷ vào năm 2022. Hiện ABC Supply là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 23 toàn nước Mỹ với gần 900 chi nhánh, cơ sở. Ngoài là lãnh đạo ABC Supply, đây Anh còn là chủ tịch tập đoàn Hendrix Holding quy tụ nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như tái chế, kinh doanh bất động sản, xây dựng và phân phối. Đã từng hai lần đánh bại căn bệnh ung thư, ung thư tử cung năm 33 tuổi và ung thư vú ở tuổi 69. Bà là chủ tịch của công ty công nghệ y tế Nostar, doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển và tiếp thị đồng vị phóng xạ sử dụng ghi hình y tế.